Với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã xây dựng phương án trực 24 trên 24 giờ trong dịp Tết Nguyên Đán giáp thìn, đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị người bệnh. Sở Y tế yêu cầu bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám, điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Các đơn vị y tế trong tỉnh cũng xây dựng phương án trực Tết, chuẩn bị đầy đủ nhân lực và tự y tế, thuốc, trang thiết bị, đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông, cháy đổ, ngộ độc thực phẩm hiện hàng trăm bác sĩ điều dưỡng tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ nhiều cán bộ y tế ở các đơn vị y tế tuyến tỉnh sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện tuyến huyện khi cần thiết với tinh thần tất cả vì người bệnh